Ui. Ây. Ui. Mày. Thằng chó. À, à. Game over. Hello, xin chào anh em. Chúc anh em một ngày tốt lành nhé. Ngoài làm ăn pi ra thì mình còn chơi Free Fire. Một cây 40, ok sấy thôi. Đấm nhau. Ai à? Ai à? Con này. Nào quá. Cái thổi đấm này. Mình đang không để ý ra đấm mình chứ. Và đấy mà vào đầu thì cũng quá. Kinh khủng, một phát 110 máu. Và bàn đầu 2. Này, đồ thừa này ông ơi. Đấy. Đấy. Thích này cái gì? Ngũ này. Mình cần máu. Hay, vừa nói khỏi mồm. Rồi. Máu luôn này. Bom. Có tiếng súng, vẫn còn địch anh em ơi, vẫn còn địch. Vẫn còn tiên của bọn trước đấy. Ôi. Ôi vãi, nó bắn bay mũ luôn này. Ui ui gần chết. Nhở, ở đây quá là thằng hai. Vãi sao nó biết vậy? Không đầy máu rồi. Ê, đi chỗ tôi. À. Vừa đấy, ba thằng. Gắt quá. Đứng em xin. Đừng làm nhau đâu. Một đông ra cứu tôi sắp chết rồi, nhanh. Cứu. Ôi, mãi, cái con nhảy trêu ngươi nhau. Từng môn. Thế nó bắn đau thật. Thằng trước bắn phát vỡ mũ, thằng bọn này bắn phát lổ luôn cái giáp hai đấy. Kiếp hồn. Đúng rồi, trâu chậm thì ăn nước độc. Không còn đồ gì mà nốt. Qua chạm cứu hỏa đây anh em ơi. Ê, chúng tôi có đi còn sót. Chạy. Vãi. Clear luôn. Nhưng mà mỗi bố kia bố ăn hết luôn mạng của mình. Vãi cả cái. Bao công tôi vẫn giáp đỡ súng này, mũ ba này. Lấy thêm ít đạn nữa. Đấy, anh em ăn nhanh đi. Vào phải ngắm nhiệt đi vậy. Không biết trong này thì anh em mình hay chơi combo súng kiểu gì. Mình thì mình kết format với cả MP40 tiểu liên bắn tầm gần sấy đứng hỏi đạn ra nhanh nhất trong các bọn tiểu liên rồi. UPM hay là MP5 thì không thua. Còn format ấy thì phải có tay cầm 3 với cả giảm thanh hay nòng 3 cơ bản mới sướng. Mình thì mình kết giảm thanh hơn, bắn phê lắm, nhiều khi 1-4 được. Còn về loại như kiểu scan đang cầm này, hay là gì nhờ, MP40 ăn lắm lắm.
Vãi, bộ kiểu hoàn mất. Đang nói đến đâu nhỉ? À, scan với cả MP40. Thì scan thì độ sấy cũng khá là nhanh này. Độ giật thì cũng bình thường, MP40 cũng vậy. Nhưng mà scan thì được cái là đam nó yếu, mình không thích. Scan mà bắn giảm thanh thì bắn vào chúng nó như kiểu là mũi. MP40 thì bắn đam đau hơn tí, nhưng mà nó lại kiểu thuộc dạng là bắn nó chậm hơn. Tốc độ đạn ra chậm, độ giật thì trung bình. Format thì với cả AK thì lại phải cần có tay cầm 3 bắn nó mới ổn được. Nói chung là mỗi súng thì có một đặc điểm và một ưu điểm hay là nhược điểm riêng. Anh em mình quen lại nào rồi thì bắn lại đấy. Nếu mà bắn được tất cả nhưng mà mình luyện từ từ ấy thì càng tốt. Mình thì lúc mình bắn súng này, lúc mình bắn súng kia thôi, không thuộc hẳn thiên như kiểu là bắt buộc bắn một súng. Mình cứ di chuyển qua lại giữa súng này súng kia cho nó linh hoạt, cho nó quen. Bắn nhiều biết nhiều thì lợi mình mà. Hà Nội thì đang rét lắm các anh em ạ, bắn buốt hết cả tay. Chưa có gì để ăn. Qua bên kia đây anh em ơi, đu cáp đi. Đu cáp không, đu cáp không. Siêu xe này, Lamborghini này. Ngoài đời mà có em này mà đi thì phê lắm. Tiền. À, khi đu cáp thì anh em mình nhớ là cầm súng trước khi đu nhé. À, thứ nhất là mình nhảy xuống phát mình có súng mình bắn luôn, đỡ phải mất một thao tác là chuyển qua từ tay qua súng. Hai là gì nhỉ? Thôi như vậy được rồi. Chưa kiếm được cái chảo chém mông. Có chảo lợi lắm anh em ạ. Có địch. Chỗ tôi có địch này. Hai năm năm. Chạy đâu em yêu? Núp đâu? Thằng này trốn đâu nhỉ? Trong nhà chăng? Không có. What? Thật trời hợi. Thằng trốn đâu rồi? À đây. À đây, và ai bố kia bố đã xử lý rồi. Nhảy. Đội cần toàn quét. Ok, 7 bình máu. Đủ chiến. Bom keo. Đấy, bắn đâu đấy, bắn đâu đấy. Ê, chúng tôi có đi đấy. Đấy. Thấy chưa? 255. Ôi. Lên, tôi lên, mấy ông có vào đi. Ui. Ây. Mạnh, thằng chó. Này. Không phải để chứng. Vãi ghét thật, nhiều lúc nhảy lên bắn ấy tâm nó cứ auto nó ghim vào mấy cái thằng đấy đấy. Mày ok clear luôn vãi. Yeah. Quả này quá là hay luôn đúng không anh em, xem phải like cho phát đi xem nào. Bắn quả này đẳng cấp, một mình nhào vào giữa tìm chúng nó. Nova này. Công nhận nhiều lúc hỗn chiến như này mình cũng run lắm chứ. Cảm giác nó kiểu hơi bị loạn, nhiều lúc cuống lắm. Ta vừa lấy thì mình đang mặt cái thằng kia mà tự nhiên tâm nó lại ghim vào cái thằng đang bò.
Hốt thân. Chết bốn mạng mà không thằng nào thèm thèm xem mình, không có một con mắt nào. Giờ ra và giả tranh. Thính 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 thơm thính thơm thính dụng cạnh người ông. À đây giáp chống nổ đây. Giảm thanh này, giảm thanh này mấy ông ơi, trong này có giảm thanh này, ông nó chưa có đây này nhá, giảm thanh ông Thính ấy. Còn mười mấy thanh niên nữa, 15 thanh niên nữa. Mệt đấy. Cố gắng ăn đấy, 6 mạng là đẹp. Để chạy, để chạy, để chạy, để chạy. Trong một... trong một trận đấu danh này ấy, thì... chúng bọn mình ấy, nếu mà mình giết được khoảng 2 người là mình sẽ được cộng điểm kiểu full luôn ấy, như kiểu là chỉ số sát thương gây ra ấy. Chắc là mình gây ra khoảng 500. Có xe mày này nhá, nghĩ là ngon à, nghĩ là ngon à, ngon ngon này. Anh ê đáp chống nổ luôn. Ui dồi ôi, thằng này nhiều bom keo vãi vãi, sao nhiều giảm thanh thế nhỉ, mấy cái giảm thanh rồi, trận thì kiếm mãi chả được cái giảm thanh nào. Hôm mình bị ông đồng đội chôn cho quả, vừa ngồi lên xe xong đám những đi ông ném cho quả bom keo giữa xe lộn cổ nhau xuống đất chết, cày thật điên hết cả người, bao nhiêu công mình nút đồ chứ. Chết luôn. Ôi mặt, thằng chó. Này mày hơi à, chạy bò, chạy bò, chạy bò này. Còn thằng nữa, còn thằng nữa. Này nhớ xong. Ôi xong rồi. Ông số 2 đứa rồi. Khổ vậy. À một này. Sao có một con mắt thế nhỉ? Bản hay như vậy. Chả mấy khi, chả mấy khi được bắt xuất thần. Thằng thả thính, thả thính, thả thính. Anh em đi thôi ông ơi. M79 kìa. Đấy, giáp của mình cho hỏng rồi. Còn 40% nữa. Bây giờ kiếm được cái nâng giáp thì ngon. Khó. Thằng ôn là thả thính á. À đấy. Mất dấu rồi. Đấy, khi bắn mà anh em không thấy địch ở đâu ấy thì anh em mình cứ nhấp nhả tâm thôi, là tâm nó sẽ tự ghim vào người địch mà. Mình biết được vị trí của chúng nó. Chuyển tròi, chuyển tròi. Đây 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 đây. Đây có núp này, núp. Ui dồi ôi, vào chào của nó. Núp này. Thanh niên này chắc là thả thính để nằm mồi câu được rồi. Đồng đội, đồng đội đó. NE, NE anh em ơi, NE, NE 60, NE 60, sau cúc. Sau cúc cây, sau cúc cây. Đấy, bắn con nó chả. Cảnh kỵ, tổng môn cái chả. Đó bắn nữa, vượt cơ mình. Xong, còn một. Còn thằng nữa, còn thằng nữa. Từ 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 từ.
ấy 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 đầu quái khích hồng giáp rồi anh em, công đi tôi cover cho thằng chó này. 75 sao ok đấy, công đi xong đầu thật đi chứ, còn 3 thằng nữa chắc là 2 team đấu nhau hay là có thằng team này đấy chưa rõ. Ngày quá được cái giáp nhưng mà ôi thôi nó cũng sắp hỏng. Ôi cực, vào vào đây đâu bắn gì đây. À, kia rồi, thấy rồi, ui trời ơi, ngu quá. Cứu được không, cứu được. Và đấy ngu quá, chạy, đồng không mong quậy, không thể. Ôi trời, có được cái giáp này đâu. Không, từ thôi, tôi cover cho. Ra đây mấy thằng chó. Mấy thằng đệ ra đây, anh cân cả, ra đây. Nhanh tay đấy. Bọn kèm nhanh tay đấy. Này, phá đấy, phá. Bọn kèm đi, này, ở ra này. Bắn chết luôn. Khóc đi. Xong, quá là ngon. Ok, nếu hay thì anh em like và share giúp mình cả nhá.